Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 7 giờ sáng hôm nay, vị trí tâm bão số 7 cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 220 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vị tuyến 16 đến 20 độ Vĩ Bắc, phía Tây Kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió giật mạnh. Trong 24 giờ đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh, nên từ ngày 14 đến 16 tháng 10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to và rải rác có dông.